Vẫn biết là trên mạng có rất nhiều anh em vẫn còn đi đánh con hón này nè, hay còn gọi là con giòn, con nhóc, con suất, hay còn một số nơi gọi là nhím có đuôi dài anh em, hay là con này là đầu nó như con chuột mà mình nó như con nhím mà cái đuôi nó có cái đuôi dài dài, thì anh em thường đánh thủ công bằng bẫy bẫy kẹp nè, hoặc là anh em dùng mấy cái bẫy giống như bẫy tự chế thủ công như là bẫy diệu lào, bẫy vòng đồ. Thì bẫy kẹp này xài thì rất là ok anh em, nhưng mà bắt thì nó dễ bị thương và nó chết và nó rất là nguy hiểm. Thì bên Thuận thì bây giờ hướng dẫn với anh em, thì bên Thuận có cái tiếng đánh là chép trong cái thẻ nhớ nè anh em, với lại anh em có lo điều khiển từ xa, anh em có thể đánh bằng cái dây thòng lọng này nè. Dây thòng lọng này sắp tới là Thuận sẽ làm clip cho anh em coi, những anh em nào biết đánh thì ok. Thì đây là số điện thoại của Thuận, thì anh em nào cần tư vấn gì thì liên hệ với Thuận. Thì bên Thuận là chuyên gia bán các loại bẫy chim, tiếng chim, bẫy thòng lọng, bẫy giò và các loại khác như là lo điều khiển từ xa. Thì lo thì nó có sạc rồi túi rồi này kia và cái chiếc lo quan trọng nhất là anh em phải có cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ là cái này nè anh em ha. Đó, khi anh em có cái thẻ này thì trong này nó có cái file là cái này, để mình thuận mở thử cho anh em nghe. Đó, đây là file của con hón, là khi anh em đặt bẫy ra, anh em mở cái file này lên, nó nghe kêu là tự động nó sẽ tìm đến anh em, đúng không? Bẫy bằng cái dây này mình treo cái cây lên đó nè, mình treo cái vòng nó lên như này nè, nó đi thì nó sẽ đốc cái đầu qua đây. Cái này cũng có thể đánh được cả trồng hương, thì Thuận bên Thuận thì có clip đánh trồng hương đồ này nọ đầy đủ hết, anh em có thể tìm bằng cách coi cái link ở bên dưới, anh em bấm vào link bên dưới cho Thuận. Thì cái tiếng này là tiếng đánh anh em mở lên nó nghe nó sẽ ra đó, đây là tiếng của con tròn mèo rừng, con mèo rừng cáo mèo. Bên Thuận có rất là nhiều tiếng đó, sóc đen, sóc đen. Đây là tiếng của con trường hương và tất cả các loại tiếng chim chồn, sóc, thú rừng, tiếng chim sẻ và tiếng chim đánh di cư. Thuận chèn cái bài nhạc lên cái tiếng này để giữ lại bản quyền, nhưng anh em cần thì Thuận sẽ không để cái nhạc vô và bán cho anh em là cái bài gốc như vậy. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Sắp tới là Thuận sẽ làm clip đi bẫy thực tế, mong anh em xem và tìm hiểu được không? Cảm ơn.